Vâng. Kính thưa quý khán thính giả, kính thưa bà con, tôi kỹ sư Ngô Đắc Thắng công tác tại Công ty Ong Trung ương. Qua quá trình học tập, nghiên cứu, chỉ đạo và quản lý khoa học của ngành ong, tôi đã đúc rút được một số kinh nghiệm, viết được trên 20 cuốn tài liệu. Hôm nay tôi xin trả lời một số câu hỏi của bà con về kỹ thuật nuôi ong. Câu hỏi trước tiên là tại sao mật ong lại kết tinh? Mật ong kết tinh có ảnh hưởng gì đến chất lượng? Thì xin thưa bà con, mật ong có rất nhiều dạng, dạng lỏng, dạng sệt sệt, dạng kết tinh, mà có nhiều màu sắc khác nhau, từ vàng đến vàng sẫm đến vàng nâu, từ vàng nâu đến vàng đen, hoặc có những màu vàng sáng, nhưng không ảnh hưởng gì đến chất lượng, mà nó phụ thuộc vào các cái nguồn hoa. Thì màu sắc nó phụ thuộc các nguồn hoa khi ta khai thác. Cái mật ong thì đặc loãng hoặc là đều là có ảnh hưởng đến chất lượng. Cái mật ong kết tinh là mật ong thế nào? Mật ong kết tinh là một dạng mật ong đặc, hàm lượng nước rất là thấp, khoảng 19-20-21%, và chủ yếu là do đường của glico và fructo. Đường glico trên fructo lớn hơn 1 thì kết tinh, bằng 1 hoặc nhỏ hơn 1 thì chất kết tinh chậm hoặc không kết tinh. Thì mật ong kết tinh ấy có ảnh hưởng gì đến chất lượng hay không? Thì hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến chất lượng. Mật ong kết tinh nó do nhiều yếu tố. Thứ nhất là do mầm kết tinh là chính, là chủ yếu. Cái thứ hai là do nhiệt độ và thời vụ. Và cái thứ ba là phụ thuộc vào nguồn hoa. Có những nguồn hoa không kết tinh, có những nguồn hoa kết tinh ngay trên bánh tổ, có những nguồn hoa khai thác một thời gian mới kết tinh. Ví dụ như mật ong kết tinh ở những nguồn hoa là hoa vải thì kết tinh rất ít, hoa nhãn kết tinh rất ít, nhưng hoa vải chua hoặc là hoa vải sớm đó thì kết tinh nhiều hơn. Đặc biệt là hoa cao su, hoa cây chó đẻ hoặc cây bạc hà là kết tinh rất nhiều hoặc là kết tinh hoàn toàn. Nhưng kết tinh nó có nhiều dạng kết tinh lắng ở dưới hoặc kết tinh thành mảng ở trong mật ong, hoặc là có dạng kết tinh nổi lên trên, có dạng kết tinh mịn, dạng kết tinh thành mảng, thành khối to. Thì tất cả các dạng kết tinh đều không ảnh hưởng đến chất lượng cả, mà nó chỉ phụ thuộc chủ yếu là vào nguồn hoa và mầm kết tinh. Thế thì nguyên nhân chính chủ yếu của nó là mầm kết tinh trong mật ong. Mật ong tỷ lệ nước rất thấp thì kết tinh sớm, ở thời vụ thời rét, đặc biệt là về mùa đông. Thế mật ong kết tinh hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến chất lượng của mật ong. Thế nhưng các cái thành phần trong mật ong không hoàn toàn không thay đổi. Ví dụ như đường đơn của nó là từ 70% trở lên thì mật ong kết tinh cũng như vậy. Hàm lượng nước từ 19-22% thì cũng càng đặc thì mật kết tinh càng lớn. Và hàm lượng đường saccharo cho phép theo tiêu chuẩn Việt Nam là trên dưới 5%. Thì các loại axit amin hoặc là protein thì vẫn đảm bảo được chất lượng. Cho nên là mật ong kết tinh hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến chất lượng. Thế sử dụng mật ong kết tinh thì người ta có thể là phá mầm kết tinh, phá kết tinh bằng cách là không được đun sôi mật ong để phá kết tinh, mà phải dùng đun cách thủy. Đun cách thủy là cho chai mật ong vào hoặc bình mật ong vào cái lượng nước, đun sôi dần dần từ từ nhưng không được quá 40-45 độ để cho mầm kết tinh nó phá tan, phá dần, phá mầm kết tinh và phá quấy đều cho nó tan. Nhưng khi mỗi khi phá xong mầm kết tinh, phá kết tinh bằng cách là xử lý nhiệt, thì làm thế nào hạ nhiệt càng nhanh càng tốt, càng sớm càng tốt, đừng để nó lâu, làm cái hàm lượng HMF trong mật ong tăng lên. Cái hàm lượng này đều ảnh hưởng đến chất lượng mật ong. Nhưng nếu cho nó hạ nhiệt càng nhanh thì hàm lượng HMF càng ít, không ảnh hưởng đến chất lượng. Xin thưa bà con, mật ong kết tinh là đó là một cái dạng
tự nhiên tùy thuộc các vườn hoa, không ảnh hưởng đến chất lượng, nên khi bà con sử dụng thì không không có cái gì trở ngại đối với phần chất lượng cả. Thế thì bà con nên yên tâm sử dụng mật ong kết tinh. Hết đâu.